kỹ sư Nghĩa, tên đầy đủ là gì Nghĩa? Nguyễn Hữu Nghĩa. Nguyễn Hữu Nghĩa là của công ty Nghĩa Phát. À, đây là sẽ đảm nhận cái phần thi công lắp ráp cái này. À, ở Việt Nam mình mà cái sử dụng cái dàn lọc mà có độ mặn cao như thế này từ 15 cho tới 25 gram trên lít đó thì nó nhiều không Nghĩa? Hiện tại thì chưa, bởi vì đây mình xài công nghệ độ mặn màng lọc nước biển. À, tức là cái này là cái đầu tiên. Dạ đúng rồi. Cái đầu tiên là lắp ráp ở Việt Nam. Ở Việt Nam luôn hay là ở? Lần đầu tiên ở Việt Nam. À, lần đầu tiên ở Việt Nam. Độ mặn rất là cao. À, độ mặn rất cao. Là ngang độ mặn nước biển không? Dạ, à, dạ mà khoảng một nửa, hơn 2/3, 2/3 nước biển. 2/3 nước biển hả? À. Ồ, cái dàn này là gọi là biển bây giờ nó nằm ở 35 BPD. À, tức là nó gọi gọi này từ 15 đến 20 25. À, là cũng dạng thuộc siêu lọc nước mặn rồi đúng không? Dạ. À, dàn lọc nước mặn thành nước ngọt. Ông Dũng là do tiếp tục mang xuống tỉnh Bến Tre để lọc nước giúp cho dân có nước ngọt để mà ăn uống. Dàn lọc này theo thông tin được biết thì dàn lọc này nhập trực tiếp từ Hàn Quốc về và có khả năng lọc siêu mặn, có nghĩa là lọc được độ mặn từ 15 đến 25 phần ngàn, đó là 25 gram trên lít đó. Thì có thể nói là cái mô đun lọc này là hiện nay là có khả năng lọc độ mặn cao nhất Việt Nam hiện nay. À, cận cảnh nha, chúng ta đi một vòng. Lỗi lọc van để được thông số hay là ra thì sẽ được nói vào cái nước này, nước cấp đây đúng không anh Thiện? Dạ đúng rồi, này nước tỉnh. À, nước cấp rồi đó phải không? À. À, xong mình lọc xong rồi đưa vô cái bồn này. À, như vậy là cái bơm thứ hai cũng đã vào vị trí. Cứu người như cứu hỏa, thành sớm được giờ nào phút nào thì tranh thủ. Bây giờ là 12 giờ trưa thưa quý vị. Anh lấy lỗi lỗi lọc hả? Tinh lỗi lọc tinh. À, bên này là vàng, một số hộ dân người ta tiền vàng nó có nhưng mà không có nước, tức là nước sao? À, nước coi như là nước quý hơn vàng. À, cái tài sản nó có nhưng cái việc nước nó rất là hiếm. À, sắp đến biển báo tốc độ số 7A Đồng Khởi, thành phố Bến Tre. Đây, sau thứ bảy này thì bà con có thể tới đây để nhận nước ngọt được. Đã là 11 giờ rưỡi trưa rồi, tới giờ nghỉ rồi, nhưng mà các công nhân và kỹ sư ở đây cũng đang loay hoay lắp ráp các lắp ráp thiết bị và tìm giải pháp đưa nước cấp vào làm sao cho tốt nhất. À, với tinh thần là sớm được giờ nào ngày nào tốt ngày đó. À, đây là anh Thiện, phó tổng đốc công ty cổ phần Đại Nam, đang phụ trách cái lắp đặt cái mấy cái dàn lọc nước. Cái này thấy giữa trưa 12 giờ mà mọi người vẫn lục đục làm đây thì tinh thần chỉ đạo của sếp Hằng và sếp Dũng như thế nào mà anh em mình làm dưới anh? Dạ, nói chung là nhận chỉ đạo của chủ tịch hội đồng quản trị như tổng đốc công ty của Đại Nam thì coi như là hỗ trợ người dân Bến Tre. Đâu có những là phải coi như là giống là cứu như là cứu nước như cứu quả vậy đó. Thì để coi như là về cái thực hiện chỉ đạo chung của cái tấm cũng như cái cố gắng thực hiện cái tấm lòng của chủ tịch hội đồng quản trị như là tổng đốc.
coi như làm sao để hiệu quả thiết thực nhất cho người dân Bến Tre. Mà sớm được lúc nào hay lúc đấy phải không? Dạ đúng rồi, tinh thần là như vậy. Dạ đợt này thì mình bên công ty hỗ trợ là 4 cái. Một cái đặt ở những đâu anh? Một điểm là ủy ban thành phố Bến Tre. Một cái chỗ là cư sĩ Tịnh Độ. Cũng qua thuộc thành phố Bến Tre và hai điểm nữa là một xã Ngãi Đăng. Và coi như là như vậy một xã Thạnh Thới Bê, huyện Mỏ Cày Nam. Mỏ Cày Nam hả? Dạ đúng rồi. Vậy đợt này là bà con có thể tới 4 điểm đó để lấy nước nước ngọt được đúng không? Dạ, đúng rồi. Tức là tại ủy ban dân thành phố Bến Tre. Dạ. Rồi chùa cư sĩ Tịnh Độ. Dạ. Cư sĩ Tịnh Độ xã Ngãi Đăng. Và Hưng Quang Tự hả? Xã Ngãi Đăng với lại xã Thạnh Thới Bê là huyện Mỏ Cày Nam. Vậy là mà 400 mét khối nước trên ngày sẽ tiếp tục đưa, sẽ tiếp tục giúp bà con Bến Tre vượt mùa hạn mặn này đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi toàn cảnh là một ủy ban là cũng hướng dẫn nó định là lắp điện mặt trời. Ở đây bồn nước đã sẵn sàng rồi đúng không? Chờ. Anh cho ở đây mà anh cho liên tục. Đây là Tịnh Độ cư sĩ Hưng Quang Tự, một cái điểm cho nước ngọt miễn phí người dân ở Bến Tre. Và sắp tới sẽ được. Cô ngày đi lấy mấy canh nước cô? Canh hả? Vui không? Là đây, để nhịp sống Bến Tre. Anh ngày hai canh nước đã dùng đủ không anh? Dạ. Ngày anh lấy mấy canh? Dạ, ngày lấy 2 canh. Vậy hả? Có bữa xài gia đình đông người, gia đình ít người anh. Vậy hả? Dạ. 2 canh thì xài đủ không? Dạ, 2 canh này cũng tương đối là ổn. Dạ. Mới ổn. Đây, Hưng Quang Tự. Một cái điểm sắp tới sẽ dàn nước, lọc nước mặn thành nước ngọt. Ông Dũng là do hỗ trợ nhân dân. Sẽ được đặt ở đây một cái mô đun. 100 khối 1 giờ. Đây. Ở đây thì nơi đây đã thực hiện cho nước miễn phí bà con gần 2 tháng nay rồi. Một cái nghĩa cử rất là đẹp của ngôi chùa Tịnh Độ cư sĩ này. Này bà con tự lấy ha anh. Anh đã biết tin ông Dũng là do vợ chồng Dũng là do sắp hỗ trợ một cái dàn nước lọc ở đây không? Mới xuống bằng máy cho ổng nè. Vậy hả? Thấy phấn khởi không? Tin bà con hôm qua đây ta, bà con ta làm quá tị xẹo quá. Vậy hả? Vui hả? Nói chung là tí xíu nữa em còn phát số đồ lấy theo thứ tự đồ đàng hoàng anh. Đó, chứ tại vì giờ là cũng trưa là ai vắng á, chứ hiện, đông hiện. Rồi tới chiều bà con đông lắm. Hiện giờ là một ngày mình cho có nhiêu khối nước anh? Một ngày á là như ta cho 15 khối, cho 15 khối mà cho 30 thì cho 30 hết, nhiêu cho cũng hết á. Nói chung số lượng là vô chừng. Vậy sắp tới mà cuối tuần này mà dàn máy cho lắp hoạt động là mỗi ngày được 100 khối rồi đỡ anh ha. Rồi, nói chung là ở đây là có nhiều cho nhiều. Trước thì bình thường là cho ngày khoảng tầm 30. Mỗi đầu ít lắm là cũng là 20 khối. Dạ. Nó cơm ạ. Thôi. Dòng máy đã tập kết ở đây rồi. Bên này thì cũng giống như bên ủy ban thành phố thôi đúng không anh? Dạ, cái này nhỏ hơn, cái này 3 khối. Cái này thì 3 khối một giờ. Nhỏ hơn bên ủy ban chút xíu. Cô cũng nhờ chị dẫn được rồi. Dạ cô. Thông tin mình là cái dàn lọc hoạt động xuyên suốt của mình đây thì cái cảm xúc coi như nào? Cô rất là vui. Và cô cũng cảm ơn anh cậu Dũng với lại cô Hằng làm cho cô cái bất ngờ. Bữa gà nói chuyện hoài mà cô không chịu nói, bữa nay bất ngờ ghê. Dạ hả, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho bà con đây. Dạ được. Cô được biết 2 tháng qua cô đã cho nước bà con rồi thì mỗi ngày cô cho được khoảng bao nhiêu nước con? 30 khối thôi. 30 khối hả? Vậy thì có cái dàn này là 1 giờ 3 khối thì một ngày được khoảng 75 khối. 75 khối là nhiều lắm á cơ. Thì bà con sẽ đỡ khổ hơn nhiều rồi con ha. Đúng rồi, tại vì giờ này nước còn mặn nhiều lắm. Do đó mình cũng cần phải có một cái nước sạch để cho bà con người ta
Hôm đó nay cô cho nước chứ thật sự cái nước của cô cũng không có thấy là đảm bảo là sạch lắm đâu. Dạ. Tại vì nước phải lọc gì nó mới sạch. Dạ, còn cái dạng lọc này thì nó lọc ra như nước suối luôn. Bữa anh Mãi Bí Thư Tỉnh anh uống vô anh kêu là như nước suối luôn. Ồ vậy hả? Dạ. Như vậy thì nếu mà như vậy thì bà con ở đây người ta mừng lắm á. Dạ, cái này. Tại vì con biết không, ở đây á, phòng thuốc ở đây khám á nha. Dạ. Là người bệnh không là cũng là vài trăm. Dạ. Rồi người công quả ở đây cũng là 70-80 người. Dạ. Mà nước mà lại đi mua từ thùng luôn á. À dạ. Ừ, bây giờ mà có lọc vậy là khỏi mua nước rồi. Dạ rồi mình có. Sẽ uống nước suốt luôn trong những cái thời gian gì là an tâm lắm. Dạ. Chứ có khi nước trong thùng con mua chứ khi uống về còn bị đau bụng nữa. À dạ con. Nó không an toàn. Rồi con ha. Bây giờ là 1 giờ kém quá vậy. Nhân viên Đại Nam giờ mới bắt đầu ăn cơm trưa đây. Đó, tinh thần phục vụ bà con có thể nói là rất là cao. Đó, tình nghĩa, tấm lòng. À, đây. Cũng giống như bên địa bàn phố Bến Tre thì có điều cái công suất nó thì nhỏ hơn. Chỉ 3 mét khối giờ thôi, nhưng mà một người sẽ cho ra 75 mét khối nước ngày đêm. Thì theo sư cô thì cái lượng nước này cũng là rất là lớn. Cái này chiều nay mình cho lắp luôn hả anh Thiện? Cái này chiều nay mình cho lắp luôn hả? Cái này khả năng làm đi xong rồi chắc khoảng tầm tối nay. À, tối nay hoặc sáng mai sẽ là thi công sớm. À, ok. Dạ, tranh thủ trong 4 cái cho trong thời gian sớm nhất. Ok anh. Dạ. Rồi. Đi nha. Rồi, tới đi. Chúng tôi đang có mặt tại xã Ngãi Đăng, Ủy ban dân xã Ngãi Đăng, nơi mà vợ chồng ông Dũng là voi hỗ trợ một cái dàn lọc nước ngọt từ nước nhiễm mặn để cho bà con nhân dân có nước sinh hoạt. Đây, Ủy ban dân xã Ngãi Đăng, và đằng kia là cái dàn lọc nước. Đó, một dàn lọc nước là theo quan sát thì cũng giống như cái dàn lọc bên Ủy ban dân thành phố Bến Tre. Anh Tiến hả? Gì Tiến trưởng? Anh Quỳnh Văn Tiến, trưởng ban xã Ngãi Đăng này. Hôm nay là tình hình hạn mặn này là nó diễn ra gay gắt nhất là năm nay ha. Còn mấy năm trước nó cũng bình thường hay là? Khoảng năm 2016 thì nó cũng có một cái đợt cũng giống như vậy, nhưng mà nó không có gay kéo gắt dài nữa. Và nó không gay gắt như năm nay. Năm nay thì cái độ mặn nó cao và cái hạn hán nữa, nói chung là nắng kéo dài nữa, độ mặn thì cao, nắng kéo dài, mưa nó đến muộn thì đời sống bà con càng khó khăn hơn, đúng không? Nước uống rất là khó. Hỏi cái nước mặn nó ảnh hưởng ở đây như thế nào anh? Mùa khô này thì nó như thế nào? Mùa khô thì ở đây nó cái vùng mà đê bao thì nó cạn kiệt hết, các mương, các ao nó cạn khô sạch, không còn cái nước cả. Người dân gặp rất là khó khăn trong cái việc mà nước sinh hoạt và nước uống hàng ngày. Thì ảnh hưởng khoảng bao nhiêu hộ dân ở đây anh? Ảnh hưởng khoảng 1.000, nhưng mà một ấp đó là khoảng 400 mấy chục hộ dân. Thì đây khoảng 5 ốc không? Hay... Đây 4 ốc, xã là 4 ốc. 4 ốc, thì đây gần 1.500 hộ dân. Khoảng 1, là đúng rồi. Thì cái vàng, một số hộ dân người ta tiền vàng nó có nhưng mà không có nước. Tức là nước hả? Nước coi như là nước quý hơn vàng. Cái tài sản nó có nhưng cái việc nước nó rất là hiếm. Vàng, một số hộ dân người ta tiền vàng nó có nhưng mà không có nước. Tức là nước hả? Nước coi như là nước quý hơn vàng. Cái tài sản nó có nhưng cái việc nước nó rất là hiếm. Mấy ao này là mấy năm trước là không bao giờ thiếu nước hả anh Mỹ? Anh Tiến? Nó cạn hết. Mà hiện tại là gia đình ta nuôi cá, hiện tại nó là như vậy. Tức mấy năm trước nó có bị khô vậy không? Không có năm nào nó khô. Không năm nào khô vậy hả? Nó hạn, đến giờ này thì nó vậy. Có thể đi dưới đó khô. Đi dưới đá banh được luôn đúng không? Thế làm này là để làm gì anh Tiến? Bảo cung cấp nước ngọt cho bà con đã sinh hoạt thì các cái xe đồ các nơi chở về xuống đây đổ vô trong cái tấm bạc tạm bỡ vậy hả? Bà con
xem xe lại là đem thùng lại để chở về để sử dụng các bạn.